48 phẩm Bồ Tát an trụ. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên trụ ở đâu và trụ như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột đối với tất cả hữu tình, nên trụ tâm bình đẳng, chẳng nên trụ tâm bất bình đẳng. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm bình đẳng, chẳng nên khởi tâm bất bình đẳng. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm bình đẳng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm bất bình đẳng mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm đại từ, chẳng nên khởi tâm sân giận. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm đại từ mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm sân giận mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm đại bi, chẳng nên dùng tâm não hại. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm đại bi mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm não hại mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm đại hỷ, chẳng nên khởi tâm tật đố. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm đại hỷ mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm tật đố mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm đại xả, chẳng nên khởi tâm phe nhóm lệch lạc. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm đại xả mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm phe nhóm lệch lạc mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm cung kính, chẳng nên khởi tâm kiêu mạn. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm cung kính mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm kiêu mạn. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm ngay thẳng thật thà, chẳng nên khởi tâm dối trá dua nịnh. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm ngay thẳng thật thà mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm dối trá dua nịnh mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm mềm mỏng, chẳng nên khởi tâm ngang ngạnh. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm mềm mỏng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm ngang ngạnh mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm lợi ích, chẳng nên khởi tâm chẳng lợi ích. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm lợi ích mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng lợi ích mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm an lạc, chẳng nên khởi tâm chẳng an lạc. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm an lạc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng an lạc mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm không vướng mắc, chẳng nên khởi tâm có vướng mắc. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm không vướng mắc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm có vướng mắc mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như cha mẹ, như anh em, như chị em, như con trai, con gái, như bà con, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như bạn bè, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm như thân giáo sư, như quỹ phạm sư, như đệ tử, như bạn đồng học, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như độc giác, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như đại Bồ Tát, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm xem như Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm cứu giúp, thương yêu, che chở, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm rốt ráo không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm không, vô tướng, vô nguyện, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên an trụ nơi đây. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự xa lìa việc giết hại sanh mạng, cũng khuyên người khác xa lìa việc giết hại sanh mạng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa giết hại sanh mạng. Nên tự xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh, cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự mình xa lìa lời nói hư dối, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hư dối, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hư dối, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối. Nên tự mình xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp,
cũng khuyên người khác xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp. Này thiện hiện, nếu hữu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình xa lìa tham dục, cũng khuyên người khác xa lìa tham dục. Thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa tham dục, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa tham dục. Nên tự mình xa lìa sân giận tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa sân giận tà kiến. Thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sân giận tà kiến, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa sân giận tà kiến. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình tu sơ thiền, cũng khuyên người khác tu sơ thiền, thường xuyên tuyên dương pháp tu sơ thiền, hoan hỷ khen ngợi người tu sơ thiền. Nên tự tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, cũng khuyên người khác tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoan hỷ khen ngợi người tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình tu từ vô lượng, cũng khuyên người khác tu từ vô lượng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu từ vô lượng, hoan hỷ khen ngợi người tu từ vô lượng. Nên tự tu bi hỷ xả vô lượng, cũng khuyên người khác tu bi hỷ xả vô lượng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bi hỷ xả vô lượng, cũng hoan hỷ khen ngợi người tu bi hỷ xả vô lượng. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình tu định không vô biên xứ, cũng khuyên người khác tu định không vô biên xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định không vô biên xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu định không vô biên xứ. Nên tự tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng khuyên người khác tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng khuyên người khác viên mãn bố thí ba la mật đa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bố thí ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bố thí ba la mật đa. Nên tự viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự an trụ pháp không nội, cũng khuyên người khác an trụ pháp không nội, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trụ pháp không nội, hoan hỷ khen ngợi người khác an trụ pháp không nội. Nên tự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng khuyên người khác an trụ pháp không ngoại, cho đến an trụ pháp không không tánh tự tánh. Thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trụ pháp không ngoại, cho đến an trụ pháp không không tánh tự tánh, hoan hỷ khen ngợi người an trụ pháp không ngoại, cho đến an trụ pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự an trụ chân như, cũng khuyên người khác an trụ chân như, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trụ chân như, hoan hỷ khen ngợi người an trụ chân như. Nên tự an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người khác an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoan hỷ khen ngợi người an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự tu bốn niệm trụ, cũng khuyên người khác tu bốn niệm trụ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn niệm trụ, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn niệm trụ. Nên tự tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
hoan hỉ khen ngợi người tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự tu thánh đế khổ, cũng khuyên người khác tu thánh đế khổ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu thánh đế khổ, hoan hỉ khen ngợi người tu thánh đế khổ. Nên tự tu thánh đế tập diệt đạo, cũng khuyên người khác tu thánh đế tập diệt đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu thánh đế tập diệt đạo, hoan hỉ khen ngợi người tu thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự tu tám giải thoát, cũng khuyên người khác tu tám giải thoát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám giải thoát, hoan hỉ khen ngợi người tu tám giải thoát. Nên tự tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoan hỉ khen ngợi người tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự tu pháp môn giải thoát không, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát không, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát không, hoan hỉ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát không là không. Nên tự tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoan hỉ khen ngợi người tu pháp môn